Chị Liên Lê comment cho Nam câu hỏi cũng rất là hay mà rất là nhiều người quan tâm đó, đó là cách nào để đi sâu vào giấc ngủ dễ dàng em ơi. Thì đây là một cái câu hỏi cũng tương đối hay đúng không chị? Đầu tiên Nam muốn chia sẻ với các chị đó là tầm quan trọng của giấc ngủ. Chúng ta có thể không ăn, chúng ta 3 tháng chúng ta mới chết, nhưng mà chúng ta không ngủ khoảng 7 ngày thôi là chúng ta sẽ thân tàn ma dại. Chúng ta sẽ có những cái biểu hiện là rối loạn sinh lý, rối loạn thần kinh, đau đầu, buồn nôn. Và có thể là phát điên các anh chị. Bởi vì thiên nhiên muốn chúng ta ngủ để làm gì? Để chúng ta tái tạo năng lượng, để chúng ta hấp thu năng lượng của vũ trụ. Thiên nhiên muốn chúng ta ngủ để làm gì? Để cho các nội quan được nghỉ ngơi, để cơ thể chúng ta được kiềm hóa. Sau một ngày thân thể chúng ta hoạt động nhiều, tâm trí chúng ta lăng xăng, nghĩ chuyện này xỏ sang chuyện khác, cơm áo gạo tiền, thì khi mà chúng ta ngủ xuống thì thân nó cũng được nghỉ ngơi, lắng dịu cả thân và tâm. Nó giống như là ban ngày chúng ta hoạt động thì chẳng khác gì là chúng ta khoáng một cái hồ nó đục ngầu lên. Và ban đêm khi chúng ta đi ngủ á, thì gió nó yên, mặt hồ nó tĩnh lặng, và bao nhiêu cái lắng cảnh nó sẽ chìm xuống đáy. Và khi chúng ta đi ngủ sâu á, thì chúng ta sẽ hấp thu được năng lượng của vũ trụ. Thành ra người ta mới gọi là ngủ chính là thiền không ý thức. Khi mà chúng ta rơi vào cái trạng thái ngủ sâu á, thì cơ thể chúng ta sẽ hấp thu năng lượng của vũ trụ, đặc biệt là sâu thẳm từ bên trong từng các tế bào, nó sẽ tái tạo năng lượng. Nên là thành ra nếu mà chúng ta có được một giấc ngủ sâu và ngon á, thì sáng ngày mai chúng ta cảm thấy rằng là cơ thể chúng ta như tái sinh và sinh ra lần thứ hai. Và đặc biệt là chúng ta cần phải biết ơn cái sự sống này, biết ơn cái cuộc sống này. Bởi vì mỗi một buổi sáng chúng ta thức dậy chính là một cái chu kỳ của một ngày mới. Và một ngày chính là cuộc đời thu nhỏ của một người. Thành ra là chúng ta đang tái sinh. Chúng ta đang tái sinh từng ngày một các anh chị. Và chúng ta đang mới trong từng khoảnh khắc. Có phải rằng là kể cả cái tư tưởng của chúng ta, cái tâm của chúng ta, nó vừa mới phát khởi một ý niệm, thì ý niệm đấy nó vừa xuất hiện thì chắc chắn nó phải ra đi. Có sinh thì nó sẽ có diệt. Và cái quá trình sinh diệt này nó xảy ra liên tục. Trên từng tế bào trên cơ thể chúng ta, mỗi một khoảnh khắc trôi qua, nó có hàng chục triệu các tế bào chết đi, và có hàng chục triệu các tế bào sinh mới ra. Và quá trình sinh diệt này nó diễn ra liên tục. Nên là con người chúng ta đang mới trong từng khoảnh khắc, mới trong từng tế bào, mới trong từng cái ý niệm luôn các chị. Nhưng mà nhiều người không có được một giấc ngủ ngon, không có một giấc ngủ sâu ngon. Và chúng ta biết rằng là nếu mà buổi tối ngày hôm đó cái chất lượng giấc ngủ chúng ta có vấn đề, thì sáng ngày mai chúng ta biết ngay, người rất là ủ rũ, mệt mỏi, giống như là chúng ta vừa mới ốm dậy. Bởi vì ngủ chính là nhu cầu nghỉ ngơi của cơ thể. Người nào biết cách nghỉ ngơi, biết cách thư giãn thì người đấy luôn luôn dồi dào năng lượng. Biết cách thư giãn, biết cách nghỉ ngơi, chúng ta luôn luôn dồi dào năng lượng, tràn đầy năng lượng và sức sống. Thế thì để mà chúng ta đi vào giấc ngủ sâu và ngon á, thì chúng ta không được phạm phải những cái sai lầm sau đây. Thứ nhất á, đó là chúng ta không được ăn đêm. Khi mà chúng ta ăn đêm á, thì trong bao tử chúng ta nó còn thức ăn, thì chúng ta rất khó ngủ và rất khó đi sâu vào giấc ngủ. Và nếu có ngủ á,
thì giấc ngủ đấy nó không đảm bảo. Bởi vì cái thời điểm nội tạng nghỉ ngơi tốt nhất là từ 11 giờ đêm đến khoảng 3 giờ sáng, mà chúng ta lại nhồi nhét thức ăn vào cơ thể. Thức ăn nó không được tiêu hóa một cách triệt để, nó đều sinh thối, thối rữa thành các chất độc. Và những cái nội tạng trong cơ thể chúng ta, đường ruột của chúng ta vẫn nai lưng ra làm việc. Và khi những cái thực phẩm này nó thối rữa, nó sẽ đầu độc ngược lại cơ thể chúng ta. Đó là lý do vì sao sáng ngày mai chúng ta thức dậy, người chúng ta rất là mệt mỏi, u ly, và chúng ta không muốn dậy khỏi cái giường. Bởi vì chính chúng ta đầu độc cơ thể chúng ta bởi cái lượng thức ăn từ tối ngày hôm qua. Cái thứ hai á, ngủ chính là thư giãn, chính là nhu cầu nghỉ ngơi của cơ thể. Thành ra chúng ta thấy rằng là một người mà làm việc về mệt đúng không, họ nằm xuống, mắt họ sẽ lim dim, toàn bộ cơ thể của họ sẽ thả lỏng, tâm trí của họ cũng thả lỏng luôn. Sau đó họ từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Và đó là năng lực thiền đấy các chị. Nhiều người cứ hỏi Nam là thiền là gì, chị có biết thiền được không? Ai cũng có khả năng thiền hết. Thiền đó chính là ngủ các chị. Đó là năng lực thiền tự nhiên của mỗi người. Mà khi chúng ta đi ngủ á, thì tâm trí chúng ta nó sẽ tắt đi, nó không còn vọng tưởng nữa. Bởi vì mỗi một ý tưởng chúng ta khởi lên á, nó sẽ đốt năng lượng của cơ thể. Và nếu mà chúng ta suy nghĩ tiêu cực á, thì nó còn sản sinh ra nhiều chất độc cho cơ thể chúng ta nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi ngủ á, thì cả thân và tâm nó lắng dịu. Thành ra khi mà chúng ta muốn đi sâu vào giấc ngủ dễ dàng á, thì chúng ta cần phải được gọi là buông xả. Người ta gọi là buông xả, hay còn gọi là buông bỏ. Buông bỏ đi những cái dự án, dự định, kế hoạch, và dành trọn cái khoảnh khắc đấy cho việc thư giãn toàn bộ thân tâm. Chúng ta phải thả lỏng toàn bộ cơ thể của chúng ta, thả lỏng thực sự và thư giãn thực sự toàn bộ các thớ thịt, các khối cơ, các bộ phận của cơ thể. Tâm của chúng ta nó phải được thả lỏng, nó phải được gọi là thư giãn. Và từ từ huyết áp chúng ta nó sẽ giảm dần. Chúng ta sẽ hít sâu thở chậm, và từ từ chúng ta sẽ chìm sâu vào giấc ngủ. Còn nếu mà chúng ta càng nghĩ thì chúng ta càng không ngủ được. Nếu người nào mà bị mất ngủ á, toàn giao tiếp với bản thân mình rằng là đến bây giờ tôi vẫn chưa ngủ được, đến bây giờ tôi cũng chưa ngủ được. Như vậy đó là cái sự ức chế, đó là sự căng thẳng. Mà đã là ức chế và căng thẳng thì không bao giờ đi sâu được vào giấc ngủ. Mà nếu có đi sâu vào giấc ngủ á, thì giấc ngủ nó cũng không được đảm bảo một cách tốt nhất. Mà chúng ta phải buông xả. Buông xả các chị. Còn nếu người nào mà thực tập được cái thiền buông thư các chị, nếu người nào mà đã thực tập cái thiền buông thư thì chúng ta biết rằng là họ sẽ được gọi là tự chế tác ra được cái nghệ thuật của cái sự thư giãn, nghệ thuật của cái sự nghỉ ngơi các chị. Và chúng ta ngủ một giấc ngủ rất là sâu, rất là sâu, rất là ngon. Cái điều này rất là quan trọng đó các chị. Đó là trước giờ đi ngủ á, cách đó khoảng 1 tiếng đồng hồ, thì chúng ta phải vứt hết tất cả những cái thiết bị di động, điện thoại, máy tính, iPad, để ở chế độ máy bay hoặc tắt, và để nó thật xa cái giường ngủ của chúng ta. Bởi vì trong cuộc sống hiện đại bây giờ, nó có quá nhiều thứ khiến chúng ta bị phân tâm. Và chúng ta đang bị dắt mũi bởi những cái công nghệ, bởi những cái trò chơi ảo giác của cuộc sống hiện đại. Dường như chúng ta đang bị dắt mũi mà chúng ta không kiểm soát và làm chủ được cuộc sống của mình. Có nhiều người nói rằng là tôi sẽ lướt TikTok khoảng 15 phút thôi. Nhưng mà nó không dừng lại 15 phút,
mà có thể người đấy lướt TikTok khoảng 2 tiếng. Có nhiều người nói rằng là tôi chỉ xem bộ phim này một chút thôi rồi tôi sẽ đi ngủ. Nhưng không, họ xem đến 1-2 giờ sáng, đặc biệt là giới trẻ bây giờ. Và cái điều nó không dừng lại đây, đó là chúng ta bị ô nhiễm các bức xạ điện từ. Ô nhiễm các bức xạ điện từ, chúng ta đã sống một cuộc sống rời xa tự nhiên và rất ngột ngạt. Cái gì trong gia đình chúng ta cũng đều là bị ô nhiễm các bức xạ điện từ. Ví dụ TV, tủ lạnh, điều hòa, lò vi sóng, bếp hồng ngoại, quạt điện, tất cả những thứ đó, hoặc là hệ thống điện trong nhà chúng ta, nó đều tạo ra các bức xạ điện từ. Đặc biệt là cái mạng wifi ở trong gia đình của tất cả quý chị, nó ngày đêm không ngừng, nó phát ra những cái bức sóng điện từ, rồi là cái điện thoại di động của chúng ta nữa, nó cũng phát ra bức sóng điện từ. Đã có nhiều gia đình con nhỏ quấy khóc nhiều đêm liền, nhưng mà chỉ cần tắt cái mạng wifi thôi, hoặc là vứt cái điện thoại di động này thật xa, thì đứa con sẽ ngủ rất là ngon. Bởi vì cơ thể của đứa trẻ nó rất là nhạy cảm với những cái trường năng lượng xấu. Đó là lý do mà nhiều người bị mất ngủ, là bởi cái điện thoại này. Và khi chúng ta tiếp xúc như thế này, thì cái ánh sáng xanh ở cái điện thoại này nó phả vào mặt chúng ta, và nó sẽ đánh lừa một cái tuyến được gọi là tuyến tùng. Nó sẽ tiết ra cái hoạt chất melatonin, là một trong những cái hormone khiến chúng ta buồn ngủ tự nhiên. Thì bởi vì chúng ta để cái đèn ngủ này, chúng ta bật cái điện thoại di động này, chúng ta ngủ trong một cái phòng mà nó vẫn có ánh sáng, thì sao? Thì cơ thể chúng ta sẽ bị lừa, đánh lừa đó là ban ngày. Và cái tuyến tùng này nó tiết ra không đủ cái hoạt chất melatonin á, thì chúng ta sẽ không khiến chúng ta buồn ngủ. Đó là lý do nhiều người cầm cái điện thoại này tới khoảng 1-2 giờ là lúc đấy không ngủ được luôn. Tại sao vậy? Bởi vì hormone dẫn truyền thần kinh melatonin này nó sẽ tiết ra nhiều nhất, đó là 9:30 đến 10:30, và đỉnh điểm là từ 1 đến 2 giờ. Còn quá cái khoảng thời gian đấy thì nó không còn tiết ra nữa, thì chúng ta sẽ không có cảm giác buồn ngủ. Nên á, chúng ta phải rèn luyện cái thói quen, đó là bỏ hết các thiết bị điện thoại di động, máy tính, thì chúng ta sẽ có một cái giấc ngủ tuyệt vời. Ok các anh chị, thì đó là những cái điều cơ bản. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo, quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.